cho vay 900 triệu đồng, sau 9 tháng tính gần 7 tỷ đồng. Chỉ cho vay 900 triệu đồng nhưng 9 tháng sau, người phụ nữ đã bắt một hộ dân phải trả tiền gốc và lãi gần 7 tỷ đồng. Ngày 10 tháng 1, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Bùi Thị Thanh, sinh năm 1985, ngụ thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo điều tra ban đầu, ngày 17 tháng 3 năm 2022, Bùi Thị Thanh cho ông TLN và bà BTT, ngụ xã Đắk Búc So, huyện Tuy Đức, vay số tiền 900 triệu đồng, lãi suất thỏa thuận là 8.000 đồng mỗi 1 triệu đồng mỗi ngày. Vào ngày 29 tháng 12 năm 2022, bà Thanh đến nhà ông N chốt số nợ vay. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 là hơn 7,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình tính lãi hàng tháng, bà Thanh không tính phần tiền lẻ dẫn đến việc chốt số nợ gốc và lãi là hơn 6,9 tỷ đồng. Ông N đã trả cho Thanh tổng số tiền lãi là hơn 1,1 tỷ đồng bằng hình thức chuyển khoản và trả tiền mặt. Sau đó, ông N và bà T hẹn đến ngày 15 tháng 1 năm 2023 sẽ trả đủ số tiền còn lại và lãi phát sinh cho bà Thanh. Sau khi thỏa thuận xong, các bên làm giấy xác nhận nợ. Trong đó ghi rõ, ngày 28 tháng 12 năm 2022, ông N đã trả lãi 50 triệu đồng. Tính đến ngày 28 tháng 12 năm 2022, ông N và bà T còn nợ gốc và lãi là hơn 5,7 tỷ đồng. Tiến hành khám xét chỗ ở của Bùi Thị Thanh, cơ quan công an đã thu giữ các tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan chức năng xác định, hành vi của Bùi Thị Thanh cho vay số tiền 900 triệu đồng, với lãi suất cao gấp 41,63 lần so với mức lãi suất được quy định.